Thưa quý vị, các địa phương có ca mắc COVID-19 tiếp tục quản lý chặt chẽ khu phong tỏa và chủ động xét nghiệm diện rộng theo kế hoạch nhằm bóc tách F0 để cách ly điều trị là nội dung chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến trong cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành địa phương vào cuối giờ chiều qua ngày 9 tháng 12. Cùng dự có Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Hiện quận Liên Chiểu đang là điểm nóng về dịch với số ca mắc tập trung chủ yếu tại khu công nghiệp. Tính đến nay, thành phố còn điều trị 1.191 bệnh nhân COVID-19, đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho hơn 966.000 người và mũi 2 cho hơn 881.000 người. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến nhận định, tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, mức độ nguy cơ lớn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận trong thời gian qua, toàn bộ hệ thống chính trị thành phố đã nỗ lực trong công tác phòng chống dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo. Tuy nhiên, khi qua phân tích từng ổ dịch, việc đánh giá nhận định tình hình chưa đầy đủ, bỏ lỡ mất cơ hội về thời gian kiểm soát, cách ly, xét nghiệm để đưa các trường hợp là nguồn lây ra khỏi cộng đồng. Theo đó, thành phố phải tổ chức xét nghiệm rộng hơn và triển khai thêm các điểm phong tỏa để bóc tách F0. Vì vậy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị. Đề nghị là lãnh đạo các địa phương cũng như đơn vị, chúng ta xác định nhanh nhất cái khu vực phong tỏa và tổ chức thực hiện nghiêm cái việc phong tỏa. Trong đó có cái phần là tuyệt đối những người ở trong khu phong tỏa thì không ra ngoài. Và đánh giá, quản lý chặt các cái vùng mà chúng ta đã xác định là cần phải phong tỏa thì chúng ta phải thực hiện nghiêm. Còn lực lượng để làm các địa phương huy động tối đa các nguồn lực, tất cả hệ thống chính trị của mình để tổ chức phong tỏa một cách tốt nhất. Nếu vượt quá khả năng thì đề xuất với các cái bộ phận ngành giao, ví dụ ngành công an, ngành quân đội, ngành y tế cũng như các ngành khác để có cái hỗ trợ cho địa phương. Về công tác xét nghiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương có khu vực phong tỏa xét nghiệm 3 ngày một lần và yêu cầu các địa phương linh động trong việc xét nghiệm diện rộng để sàng lọc. Đồng thời đề nghị Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp nhắc nhở chỉ đạo cho các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chủ động xét nghiệm theo kế hoạch. Về công tác điều trị F0 tại nhà, đề nghị các quận, huyện trừ Liên Chiểu sớm tổ chức triển khai thí điểm điều trị. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Bộ phận Thanh tra của Sở Y tế lưu ý việc ra soát, thanh tra việc thực hiện công tác phòng chống dịch khi xử lý ổ dịch của công ty Matrix, báo cáo kết quả cho Ủy ban Nhân dân thành phố, qua đó để rút kinh nghiệm ở nhiều đơn vị khác.